Trong clip này, các em cùng cô nghiên cứu tiếp chủ đề 2, phương trình bậc 2 một ẩn và công thức nghiệm. Trong bài học ngày hôm nay chứa rất nhiều những nội dung kiến thức rất quan trọng, nên các em hết sức chú ý cho cô nha. Trước khi vào bài mới, cô sẽ nhắc lại cho các em một số kiến thức quan trọng mà các em cần phải nắm được trong tiết học ngày hôm trước. Đó chính là các em phải nắm được định nghĩa phương trình bậc 2 một ẩn là phương trình có dạng ax mũ 2 cộng bx cộng c với a khác 0. Các em phải xác định được chính xác các hệ số a, b, c của phương trình bậc 2 một ẩn. Và các dạng của phương trình bậc 2 một ẩn đó chính là dạng khuyết cả b, c, dạng khuyết c, dạng khuyết b và phương trình dạng đầy đủ. Trong trường hợp khuyết b, c thì các em phải nắm được cách giải dạng này và nhớ cho cô. Nếu như phương trình khuyết cả BC thì phương trình sẽ có nghiệm là x bằng 0. Trường hợp phương trình chỉ khuyết C thôi thì phương trình sẽ có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng âm B trên A. Đối với trường hợp phương trình khuyết B, trong trường hợp AC cùng dấu thì phương trình sẽ vô nghiệm. Và trong trường hợp AC trái dấu thì phương trình sẽ có hai nghiệm là x bằng cộng trừ căn của âm C trên A. Còn trong trường hợp phương trình bậc 2 dạng đầy đủ thì các em sẽ có cách là đưa về phương trình mới có vế trái là bình phương của một biểu thức, vế phải là một hằng số. Các em cùng cô giải các phương trình sau. A nhỏ x mũ 2 trừ 8 bằng 0 thì các em thấy rằng đây là phương trình bậc 2 có hệ số A bằng 1, hệ số B không xuất hiện thì người ta gọi đây là phương trình khuyết B, còn hệ số C bằng âm 8. Khi đó thì các em sẽ chuyển hệ số âm 8 sang vế tay phải, ta được phương trình tương đương là phương trình x mũ 2 bằng 8, tương đương với x bằng cộng trừ căn 8, và khai căn ta được x bằng cộng trừ 2 căn 2. Các em kết luận, vậy phương trình có hai nghiệm là x1 bằng 2 căn 2, x2 bằng âm 2 căn 2. Đối với phương trình B, 2x mũ 2 cộng x bằng 0, thì phương trình này có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng dương 1 và hệ số C không xuất hiện nên ta gọi phương trình này là phương trình khuyết C. Vậy phương trình này tương đương với phương trình ta sẽ đặt thừa số Vậy còn đối với phương trình C, 2x mũ 2 cộng 5x cộng 2 bằng 0 thì ta phải làm như thế nào nhỉ? Đây chính là phương trình dạng đầy đủ có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng dương 5 và hệ số C bằng dương 2. Để giải được phương trình dạng này thì cô đã hướng dẫn các em trong clip trước. Đầu tiên ta sẽ chuyển hạng tử tự do sang vế phải, tức là ta chuyển dương 2 sang vế phải thì thành âm 2. Sau đó thì ta chia cả hai vế cho hệ số A, tức là chia cả hai vế cho 2. Ta được phương trình mới. Tiếp theo, ta sẽ thêm vào hai vế cùng một số để vế trái thành bình phương của một biểu thức. Các em lưu ý cách thêm nè. Đầu tiên là 5 phần 2x thì các em phân tích thành 2 nhân x nhân 5 phần 4. Như vậy muốn xuất hiện thành bình phương của một tổng thì các em cần phải thêm vào 5 phần 4 tất cả mũ 2 và sẽ tính được thành 25 phần 16. Khi mà vế trái thêm vào 25 phần 16 thì tương ứng vế phải các em cũng phải thêm vào 25 phần 16. Lúc đó phương trình sẽ tương đương với phương trình x cộng 5 phần 4 tất cả mũ 2, tức là vế trái thì trở thành bình phương của một tổng, còn vế phải sẽ là 9 phần 16. Và từ đó ta sẽ tương đương với phương trình x cộng 5 phần 4 bằng cộng trừ 3 phần 4. Và ta tìm để giúp các em hiểu thế nào là công thức nghiệm thì cô xét phương trình bậc 2 sau. Cô ký hiệu là phương trình 1. Bước 1, cô sẽ chuyển hạng tử tự do sang vế phải. Dương C chuyển thành âm C. Tiếp theo, cô chia cả hai vế cho hệ số A. Cô thêm vào hai vế cùng một số để vế trái thành bình phương của một biểu thức. Vậy thì cô phân tích b trên ax bằng 2 nhân x nhân b trên 2a. Vậy thì cô cần phải thêm vào b trên 2a tất cả mũ 2. Và lúc này thì vế trái đã trở thành bình phương của biểu thức rồi.
Đó là chính là biểu thức x cộng b trên 2a tất cả mũ 2. Còn vế phải thực hiện tính toán, các em sẽ tìm được b mũ 2 trừ 4ac trên 4a mũ 2. Và người ta ký hiệu delta bằng b bình trừ 4ac, đọc là delta, gọi là biệt thức của phương trình 1. Dựa vào phương trình 2 mà các em vừa tìm được thì các em cùng cô làm hoạt động hỏi chấm 1. Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các chỗ trống dưới đây. A nhỏ, nếu delta lớn hơn 0 thì từ phương trình 2 suy ra x cộng b trên 2a bằng cộng trừ. Vậy lúc này thì delta lớn hơn 0 nên delta trên 4a mũ 2 cũng lớn hơn 0 phải không các em? Và lúc này thì x cộng b trên 2a sẽ bằng cộng trừ căn delta trên 4a. Và tính ra ta được căn delta trên 2a. Do đó phương trình 1 có hai nghiệm là x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Nếu delta bằng 0 thì từ phương trình 2 ta sẽ suy ra được delta trên 4a mũ 2 cũng bằng 0 luôn. Và tìm ra được x cộng b trên 2a bằng 0. Do đó phương trình 1 sẽ có nghiệm kép là x1 bằng x2 bằng âm b trên 2a. Các em cùng với cô làm hoạt động hỏi chấm 2. Hãy giải thích vì sao khi delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Vậy thì các em thấy rằng khi delta nhỏ hơn 0 thì delta trên 4a mũ 2 sẽ nhỏ hơn 0. Và x cộng b trên 2a tất cả mũ 2 thì là một số lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy ta thấy rằng trong cái phương trình 2 á thì vế phải là một số âm, còn vế trái lại là một số không âm nên phương trình 2 vô nghiệm. Một nhỏ công thức nghiệm. Đối với phương trình ax mũ 2 cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 và biệt thức delta bằng b bình trừ 4ac thì sẽ xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a, x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Trong trường hợp delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng âm b trên 2a và nếu như delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Các bước giải phương trình ax mũ 2 cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 theo công thức nghiệm. Có 4 bước. Bước thứ nhất, các em cần phải xác định hệ số a, b, c của phương trình ban đầu. Bước thứ hai, các em tính delta theo công thức delta bằng b bình trừ 4ac. Bước thứ ba, các em xét dấu delta để kết luận số nghiệm của phương trình. Và bước thứ bốn, các em kết luận nghiệm. Nếu delta lớn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a và x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Trường hợp delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng âm b trên 2a. Và trong trường hợp delta nhỏ hơn 0 thì phương trình vô nghiệm. Hai nhỏ áp dụng. Ví dụ 1, giải phương trình 4x mũ 2 cộng 5x trừ 1 bằng 0. Thì ngoài cách làm mà các em đã được học ở trong clip trước, đó chính là biến đổi vế trái trở thành bình phương của một tổng hoặc của mặc hiệu, thì các em còn làm theo công thức nghiệm. Và ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em làm theo cách dùng công thức nghiệm. Bước 1, các em xác định hệ số ABC. Ta thấy rằng A ở đây bằng 4, B bằng dương 5 và C bằng âm 1. Bước thứ hai, các em tính delta rồi so sánh với số 0. Vậy delta bằng B bình trừ 4AC. Thay vào ta được 5 mũ 2 trừ 4 nhân A thay bằng số 4 và C thay bằng âm 1. Các em sẽ tính ra được 25 cộng 16 bằng 41. So sánh với số 0, ta thấy 41 lớn hơn 0. Khi delta lớn hơn 0 thì các em sẽ làm bước thứ ba, kết luận số nghiệm của phương trình. Vậy delta lớn hơn 0, phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt là bước 4, các em sẽ tính nghiệm theo công thức nếu có. Vì bài này có hai nghiệm phân biệt thì các em tính ra x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a. Và các em thay vào, em sẽ tìm được x1 bằng âm 5 cộng căn 41 trên 8 và x2 bằng âm 5 trừ căn 41 trên 8. Các em lưu ý ghi rõ công thức nghiệm đó cho cô. Ghi rõ là x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a,
x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Kể cả sau này các em đã thuộc lòng công thức nghiệm này rồi, nhưng các em vẫn ghi cụ thể ra cho cô nha. Cô mong muốn các em nhớ được ngay công thức nghiệm nên các em cùng cô làm ví dụ 2 nha. Giải phương trình 3x mũ 2 cộng 5x trừ 1 bằng 0. Vậy thì để giải được phương trình này, bước đầu tiên ta sẽ xác định hệ số ABC. Hệ số A ở đây bằng 3, hệ số B bằng 5 và hệ số C bằng âm 1. Bước thứ hai, các em tính delta rồi so sánh với số 0. Vậy các em tính được delta bằng, theo công thức B bình trừ 4AC ta thay vào, B thay bằng 5, A thay bằng 3 và C thay bằng âm 1. Các em sẽ tính được delta bằng 37. Sau đó các em so sánh với số 0, thấy rằng delta lớn hơn 0. Bước thứ 3, kết luận số nghiệm của phương trình. Khi delta lớn 0 thì ta kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và bước thứ 4, tính nghiệm theo công thức nếu có, phải có hai nghiệm phân biệt thì các em sẽ tính nghiệm x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a và x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Sau đó các em thay số vào, các em sẽ tính được kết quả là x1 bằng âm 5 cộng căn 37 trên 6, còn x2 bằng âm 5 trừ căn 37 trên 6 nha các em. Khi giải phương trình 2x mũ 2 trừ 8 bằng 0 thì bạn Mai và bạn Lan đã giải theo hai cách như sau. Các em quan sát cách làm của bạn Mai nè. Bạn chuyển số 8 sang vế phải, rồi sau đó thực hiện các bước giải phương trình giống như ở clip trước cô dạy các con. Và bạn Lan thì giải theo cách như sau. Vậy thì qua hai cách giải này, các em thấy rằng hai cách giải trên đều đúng ha, đều đúng. Vậy thì theo em thì em nên chọn cách giải nào? À, nhìn vào cách trình bày thì cô thấy rằng ở bên của bạn Mai là giải ngắn gọn hơn đúng không? Và cũng dễ hơn nữa. Vậy thì mình sẽ chọn cách giải của bạn Mai, bởi vì là đây chính là dạng phương trình khuyết B ha. Các em ghi cho cô lưu ý. Khi giải phương trình bậc 2 khuyết hệ số, ta dùng phương pháp giải riêng sẽ thuận lợi hơn dùng công thức nghiệm. Và khi giải phương trình bậc 2 dạng đầy đủ thì người ta nên dùng công thức nghiệm sẽ thuận lợi hơn là việc biến đổi vế trái trở thành bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu hoa các bạn. Hoạt động hỏi chấm 3, dùng công thức nghiệm để giải các phương trình sau. Phương trình 5x mũ 2 trừ x cộng 2. Vậy đầu tiên ta xác định hệ số A bằng 5, B bằng âm 1 và C bằng 2. Sau đó ta tính delta bằng B bình trừ 4AC thay vào. Các em lưu ý ở đây B bằng âm 1 nên khi mà thay á thì các em phải dùng dấu ngoặc nhá. Âm 1 tất cả mũ 2 trừ 4 nhân A bằng 5 nhân C bằng 2. Các em sẽ tính được delta bằng âm 39. Sau đó các em sẽ so sánh với số 0, thấy rằng delta nhỏ hơn 0. Vậy kết luận phương trình vô nghiệm. B nhỏ giải phương trình 4x mũ 2 trừ 4x cộng 1 bằng 0. Có hai cách làm ở đây. Cách thứ nhất là các em sẽ dùng công thức nghiệm. Các em xác định hệ số A bằng 4, B bằng âm 4, C bằng 1. Sau đó thay vào biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC. Các em tìm được delta bằng 0. Lưu ý nha, B ở đây là số nguyên âm nên các em phải đóng mở ngoặc tất cả mũ 2 á. Khi delta bằng 0, kết luận vậy phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng âm b trên 2a. Vậy ta thay vào âm của b, b tây thay bằng âm 4, vậy âm 4 trên 2 nhân 4 và các em tính được x1 bằng x2 bằng 1/2. Ngoài cách làm này thì cô còn có cách làm thứ hai như sau. Cô thấy rằng vế bên tay trái là bình phương của một hiệu nên cô viết thành dưới dạng 2x trừ 1 tất cả mũ 2 bằng 0. Tương đương với 2x trừ 1 bằng 0 và giải ra thì các em cũng tìm được x 1/2. Giải phương trình âm 3x mũ 2 cộng x cộng 5 bằng 0 thì cũng làm qua 4 bước. Xác định hệ số ABC nè, sau đó tính delta bằng B bình trừ 4AC. Thay vào, các em tìm ra được delta bằng 61. So sánh với số 0 thấy lớn hơn 0. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1 bằng âm b cộng căn delta trên 2a. Thay vào các em tìm được kết quả và
x2 bằng âm b trừ căn delta trên 2a. Các em cũng tìm được kết quả. Cô thấy trong trường hợp nếu AC trái dấu thì cô suy ra được A nhân C sẽ nhỏ hơn 0 và âm của A nhân C sẽ lớn hơn 0 và suy ra B bình trừ 4AC cũng lớn hơn 0 và B bình trừ 4AC chính là delta lớn hơn 0 và phương trình có hai nghiệm phân biệt. Từ đó thì các em ghi cho cô lưu ý sau. Nếu AC trái dấu tức là A nhân C nhỏ hơn 0 thì phương trình AX mũ 2 cộng BX cộng C với A khác 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt. Còn trong trường hợp AC cùng dấu tức là A nhân C lớn hơn 0 thì ta sẽ tính delta rồi so sánh với số 0 và kết luận số nghiệm của phương trình nhé. Dựa vào chú ý trên để các em làm cho cô bài tập 1. Không giải phương trình, hãy xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau. Cô thấy rằng trong phương trình A thì ta thấy hệ số A bằng 6 và hệ số C bằng âm 5. Như vậy AC trái dấu nên kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phương trình B hệ số A bằng âm 1,7, còn hệ số C bằng dương 2,1. AC cũng trái dấu nhau, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phương trình C thì AC cùng dấu nên ta sẽ tính biệt thức delta bằng B bình trừ 4AC. Thay vào ta được delta bằng âm 80 nhỏ hơn 0 nên kết luận vậy phương trình vô nghiệm. Bài tập 3 cho phương trình bậc 2m x mũ 2 trừ x cộng 1 bằng 0. Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt. B nhỏ phương trình có nghiệm kép, C nhỏ phương trình vô nghiệm và D nhỏ là phương trình có nghiệm. Vậy các em giải như sau, các em thấy rằng phương trình mx mũ 2 trừ x cộng 1 bằng 0 thì hệ số của chúng lần lượt là m, âm 1 và 1, phải không nào? Và các em thấy rằng muốn phương trình là phương trình bậc 2 thì hệ số A phải khác 0, tức là ta phải điều kiện cho m khác 0 để nó trở thành phương trình bậc 2. Sau đó thì các em sẽ tính biệt thức delta bằng b bình trừ 4ac, các em thay b bằng âm 1, thay A bằng M, thay C bằng 1, các em tìm được delta bằng 1 trừ 4M. Để cho phương trình có hai nghiệm phân biệt thì các em đã học rồi, delta cần phải lớn hơn 0. Tương đương với 1 trừ 4M lớn hơn 0, các em tìm được tương đương với M nhỏ hơn 1 phần 4. Kết hợp với điều kiện M khác 0 thì ta được với M nhỏ hơn 1 phần 4 và M khác 0 thì phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Trong trường hợp phương trình muốn có nghiệm kép thì ta phải làm như thế nào? Ta cũng cần phải điều kiện m khác 0 và phương trình có hai nghiệm kép khi và chỉ khi delta bằng 0, tức là 1 trừ 4m bằng 0. Ta tìm ra được m bằng 1 phần 4. Tìm được m bằng 1 phần 4 rồi thì các em phải đối chiếu với cái điều kiện m khác 0 xem có thỏa mãn là phương trình bậc 2 hay không. Vậy ta thấy thỏa mãn điều kiện nên ta kết luận vậy với m bằng 1 phần 4 thì phương trình sẽ có hai nghiệm kép. Còn trong trường hợp phương trình vô nghiệm thì ta phải làm như nào các em nhỉ? Khi mà vô nghiệm thì delta cần phải nhỏ hơn 0. Về nhà các em tự làm nhé. Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi delta nhỏ hơn 0 tức là 1 trừ 4m nhỏ hơn 0 nha. Còn trong trường hợp có nghiệm thì như thế nào nhỉ? Nãy giờ mình học thì thấy có hai nghiệm phân biệt này, có nghiệm kép này, vô nghiệm này, mà chả nói trường hợp có nghiệm là như thế nào. À vậy các em nhớ rằng hai nghiệm phân biệt và có nghiệm kép đều là có nghiệm, đúng không nào? Vậy thì ta kết hợp chúng lại với nhau. Hai nghiệm phân biệt thì delta lớn hơn 0, có nghiệm kép thì delta bằng 0. Vậy muốn có nghiệm thì delta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đến đây các em cũng tự giải nhé. Ba nhỏ công thức nghiệm thu gọn. Vậy thì các em vừa học về công thức nghiệm rồi. Vậy công thức nghiệm thu gọn là gì nhỉ? Vậy đối với phương trình AX mũ 2 cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 thì cô đặt B bằng 2B phẩy. Lúc đó thì delta phẩy sẽ thành công thức là B phẩy mũ 2 trừ AC. Cũng tương tự như công thức nghiệm thì các em nếu như delta phẩy lớn hơn 0, phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Nếu delta phẩy bằng 0, phương trình có hai nghiệm kép. Và nếu delta phẩy nhỏ hơn 0, phương trình vô nghiệm. Các bước giải phương trình AX mũ 2 cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0 theo công thức nghiệm thu gọn, tương tự như
giải theo công thức nghiệm. Bước 1, xác định A, B phẩy C. Bước 2, tính delta phẩy bằng B phẩy mũ 2 trừ AC. Bước 3, xét dấu delta phẩy để kết luận số nghiệm của phương trình. Và bước 4, các em dựa vào dấu của delta phẩy để kết luận trong trường hợp delta phẩy lớn hơn 0, phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Delta phẩy bằng 0, phương trình có nghiệm kép, và delta phẩy nhỏ hơn 0, phương trình vô nghiệm. Áp dụng công thức nghiệm thu gọn, các em làm cho cô hoạt động hỏi chấm 4. Giải phương trình 5x mũ 2 cộng 4x trừ 1 bằng 0 bằng cách điền vào những chỗ trống. Vậy thì bước 1, các em xác định hệ số A, B phẩy C. Hệ số A bằng 5, B phẩy nha. Các em lưu ý B thì bằng dương 4 nhưng B phẩy thì bằng dương 4 chia 2, tức là B phẩy bằng 2, C bằng âm 1. Bước 2, tính delta phẩy rồi so sánh với số 0. Vậy delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC, tức là 2 bình trừ đi A là 5, C bằng âm 1. Các em tính được delta bằng 9, so sánh với số 0, thấy lớn hơn 0. Và căn delta phẩy bằng 3. Bước 3, kết luận số nghiệm của phương trình thì người ta đã kết luận rồi. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt. Và bước 4, các em tính nghiệm theo công thức. Ta tìm được x1 bằng âm 2 cộng 3 trên 5 và x2 bằng 1 phần 5. x2 thì bằng âm 2 trừ 3 trên 5 bằng âm 1. Hoạt động hỏi chấm 5, xác định A, B phẩy C rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình thì các em cũng thực hiện qua 4 bước. Và cái này thì cô sẽ giao cho các em tự làm nha. Cô chỉ lưu ý như sau. B ở đây bằng 8 thì các em sẽ tìm được B phẩy bằng 8 chia 2, tức là bằng 4. Và tương tự như vậy trong phương trình B á, 7x mũ 2 trừ 6 căn 2x cộng 2 bằng 0. Thì B ở đây là âm 6 căn 2. Vậy B phẩy chính là âm 6 căn 2 chia 2, sẽ tìm được âm 3 căn 2 nha. Các em chú ý, nếu phương trình AX mũ 2 cộng BX cộng C bằng 0 với A khác 0, khi có A và C trái dấu thì khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và nếu hệ số B là số chẵn hay bội chẵn của một căn, một biểu thức, thì ta nên dùng công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình bậc 2. Về nhà các em làm cho cô hai bài tập sau. Các em lưu ý, đối với câu A, câu B thì các em sẽ dùng công thức nghiệm. Còn câu C, câu D, câu E các em sẽ dùng công thức nghiệm thu gọn. Riêng câu G thì các em thấy rằng phương trình này chưa phải là phương trình bậc 2 nên cô sẽ chuyển về phương trình bậc 2 bằng cách chuyển x mũ 2 cộng 3 ở vế phải sang vế trái. Nhớ chuyển vế thì đổi dấu nha các em. Các em sẽ tính được tương đương với phương trình 2x mũ 2 trừ 2x trừ 3 bằng 0. Vậy đây các em sẽ dùng công thức nghiệm thu gọn nha. Bài tập 2, cho phương trình x mũ 2 cộng 6x cộng m trừ 2 bằng 0. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép. Vậy các em chỉ cần tính delta hoặc là tính delta phẩy cũng được. Các em nên tính delta phẩy nha. Và cho delta phẩy bằng 0 thì phương trình sẽ có nghiệm kép. Trong bài học ngày hôm nay các em cần nhớ kiến thức về công thức nghiệm. Công thức của nó như sau. Ngoài cách nhớ công thức nghiệm thì các em còn cần phải nhớ công thức nghiệm thu gọn nữa nha. Và các bước giải phương trình bậc 2 bằng cách dùng công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn đều có 4 bước. Và ứng dụng của công thức nghiệm cũng như công thức nghiệm thu gọn là để giải phương trình bậc 2 nè, xác định số nghiệm của phương trình bậc 2, tìm giá trị của tham số khi biết điều kiện về số nghiệm của phương trình bậc 2 và nhiều dạng bài tập khác nữa. Về nhà thì các em cần học thuộc, nhớ kỹ cho cô công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2, nắm được các bước giải phương trình bậc 2 theo công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn, làm các bài tập về nhà. Tiết học của cô đến đây là kết thúc và cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe cô giảng bài. Chào các em!